Xin chào mọi người ha. Thì cái câu hỏi tiếp theo mà mình muốn giải đáp cho các bạn đó là câu hỏi về thủ tục 653 hưởng nghị quyết theo hưởng theo nghị quyết 116 ha. Đó là các bạn hỏi thăm là trường hợp các bạn đã tạm nghỉ không hưởng lương hoặc là tạm ngưng hợp đồng lao động. Có nghĩa là trong cái giai đoạn mà dịch Covid vừa rồi đó, thì nhiều công ty người ta tạm ngưng tại vì không có hoạt động được quá, tạm ngưng. Cho nên khi mà tạm ngưng hoạt động, tạm ngưng nghỉ không hưởng lương á, thì các bạn sẽ tạm ngưng đóng bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm thất nghiệp hoặc là chế độ thai sản ha. Thì các bạn thắc mắc mình là với trường hợp như vậy thì có được hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116 hay không ha. Thì như mình tìm hiểu thì theo như cái công văn 3535 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội gửi cho bảo hiểm xã hội ha thì vẫn được hưởng bình thường nhé. Thì cho nên các bạn yên tâm. Thì đây ha, đây chính là hôm nay mình có minh chứng đây. Thì bà xã mình á là đúng thể diện như vậy luôn. Có là trong cái giai đoạn vừa qua thì do cái công ty tạm nghỉ do gì bệnh nha, không hoạt động được thì tạm nghỉ, thì bà xã mình cũng nghỉ mất hơn 2 tháng. Thì đến ngày hôm nay thì bên công ty cũng đã tiếp theo, đó là có hai đợt ha. Đợt thứ nhất là công ty cũng đã làm cho những cái người người đang làm bình thường, thì có một số người làm ba tại chỗ đó thì vẫn làm bình thường, đã hưởng hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116 hưởng lâu đó rồi, trước rồi. Nhưng mà trường hợp bà xã mình là trường hợp bổ sung, có nghĩa là trường hợp tạm ngưng hưởng, như là nghỉ không hưởng lương á. Thì đến ngày hôm nay chiều nay thì bà xã mình cũng đã nhận rồi. Thì mình đã nói cho các bạn là khi mà thực hiện cái thủ tục 653 này hưởng hỗ trợ theo nghị quyết 116 này có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, đó là bạn đang đi làm bình thường thì công ty chắc chắn sẽ làm cho bạn rồi, bạn không cần làm gì cả, người ta sẽ bảo hiểm xã hội sẽ gửi công văn đến đơn vị sử dụng lao động và người ta rà soát lại thông tin và người ta sẽ chi trả tiền thôi. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là những người đã nghỉ, đã nghỉ luôn á, có quyết định nghỉ việc luôn, đã chốt bảo hiểm rồi á, thì các bạn đó tự đăng ký cái thủ tục 653 trên VSSID cũng như trên web dịch vụ công, mình cũng không nói luôn. Và mình đang nói ở đây là cái trường hợp số 3, có nghĩa là không nghỉ, chưa nghỉ nha, tức là vẫn trong danh sách công ty thì chưa có báo giảm nha, vẫn đang đang làm, vẫn trong danh sách đang làm bình thường, nhưng mà tạm ngưng hợp đồng, tạm nghỉ không hưởng lương thôi. Đó, hoặc là một số người bị thai sản, nghỉ thai sản thôi thì có được hưởng. Nhưng mà những cái người như thế này á, trường hợp 3 như thế này thì các bạn này lại không tự đăng ký được nha. Không tự đăng ký được, tại vì khi kích vô cái thủ tục 653 thì cũng báo là không thuộc đối tượng thực hiện dịch vụ công này, giống như những cái người đang đi làm bình thường vậy đó. Thì trường hợp như thế này thì những cái bạn đó phải liên hệ công ty, nhờ công ty đăng ký giúp cho ha, thì người ta sẽ đăng ký bổ sung. Thì trường hợp như bà xã mình nó vừa qua cũng đang nghỉ mấy mấy tháng đó, thì hiện nay cũng đã như chiều nay này cũng đã nhận được cái tiền hỗ trợ rồi. Thì bà xã mình cũng là những mức cao nhất là mức 5 là 3,3 triệu đó, và mình cũng có giải đáp cho các bạn như đây đó. Thế phần ba trường hợp như thế này, và tất nhiên là cái mốc thời gian ở đây mình đang cũng đang tính từ nghỉ ở đây, nếu mà bạn nào nghỉ thì cái mốc thời gian tính từ mùng 1 tháng 1 năm 2020 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 ha. Và mình cũng nói thêm là trường hợp là một số bạn nào mà thuộc cái trường hợp 3 này, nếu như công ty cũng chưa có đăng ký cho các bạn được á, thì đến sau ngày 30 tháng 11, như mình có thông tin như vậy đó, thì sau ngày 30 tháng 11 thì các bạn có thể tự đăng ký được cái trường hợp số 3 nha. Đó là tạm nghỉ không hưởng lương đó, hoặc tạm ngưng đó, thì mình có thể tự đăng ký được cái thủ tục 653 này. Thì là bây giờ đang đang xét cho những người đang đi làm và những người đang nghỉ rồi. Cái trường hợp số 3 là những người tạm nghỉ đó. Tạm ngưng thì sau ngày 30 tháng 11 thì các bạn cũng có thể tự đăng ký được. Thế là thông tin mình đang mới mới nghe, thì chính thức thì chưa chính thức lắm, nhưng mà đại khái là những anh em mà đã nghiên cứu tìm hiểu thì người ta cũng có nói trước như vậy. Thì bạn có thể đợi xem ha. Còn nếu mà bữa được thì mình cứ liên hệ với công ty, cho nhờ công ty người ta đăng ký bổ sung cho mình để nhận càng sớm càng tốt. Đó, thì mình cũng chia sẻ thêm cái trường hợp mà tạm nghỉ không hưởng lương mà tạm ngưng hợp đồng lao động cũng như hưởng chế độ thai sản có hưởng được cái nghị quyết 116 hay không. Thì mình cũng giải đáp như vậy ha. Xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở một clip khác.